đừng ý đầu cái này trứng cậu mà. Đi cano được. Cano ở đây thì không có. Có cano không? Không có tiền mà đi cano. Ừ. Đi chơi mà trời mưa rơi. Giăng chơi không trời mưa rơi. Ừ. Mình đi là giăng máy. Ừ. Được rồi, thoải mái chỗ này. Đây có kiếm cái vợt lớn xuống bắt mang kéo liền thì à. Hỏi mà giờ không? Bây đỡ bây 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 nước ra đậu đây quay quay ốc rất là nhiều. Ừ. Rồi lo bà cháu đi sạch tết không được nha. Ừ. Ừ, đây 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 cá này 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 cái biển gì con? Cái nước ngọt. Cái này nước này nước ngọt, nước mạnh chứ. Nước ngọt hả? Nước mạnh nước ngọt sao? Anh này đi con kéo gì chỗ đây ta? Đó, quay máy đây nè, Phúc. Câu không? Câu hả? Bên kia đi câu hả? Ủa, con đã đậu đưa được anh được không? Con đã đẹp hả? Hả? Con đã hay vậy? Cá, cá. Cá nhiều quá. Mày đứng gì mấy tiếng nha con? Mình cất nha. Thôi.